Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin văn nghệ thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong các ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin huyện Chợ Đồn và Ủy ban Nhân dân các xã Bằng Lãng, Đại Sảo tổ chức hội nghị lấy ý kiến cộng đồng dân cư cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Cạn lần thứ 3 năm 2021. Trong đợt này, huyện Chợ Đồn có 3 cá nhân có hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2021, gồm ông Văn Tiến Khởi, sinh năm 1975, dân tộc Tày, xã Bằng Lãng. Di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian. Ông Bế Đình Giai, sinh năm 1976, dân tộc Tày, xã Bằng Lãng. Di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. Ông Nông Trọng Quyết, sinh năm 1959, dân tộc Tày, xã Đại Sảo, di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ là nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian. Tại hội nghị ở các xã, sau khi thảo luận, ghi nhận các ý kiến cộng đồng thôn, tổ, nơi cư trú, hội nghị đã tiến hành biểu quyết với số phiếu 100% đại biểu có mặt nhất trí. Từ kết quả này là cơ sở để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Cạn tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú năm 2021. Thưa quý vị, trong tháng 8, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn đã ban hành thông báo về việc hoãn tổ chức một số giải thi đấu thể thao tỉnh Bắc Cạn năm 2020. Hiện tại, tình hình dịch COVID-19 có dấu hiệu tạm lắng xuống, hoạt động luyện tập thể dục thể thao dần trở lại bình thường. Vì vậy, để đảm bảo cho việc tổ chức các giải thi đấu thể thao cấp tỉnh còn lại của năm 2020 phù hợp với tình hình mới, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức giải cụ thể như sau. Cụ thể, giải bóng chuyền hơi chung cao tuổi sẽ được tổ chức vào tháng 9, giải vô địch bóng chuyền nam, giải vô địch bóng chuyền nữ, giải vô địch bóng đá 5 người sẽ được tổ chức vào tháng 10, giải vô địch cầu lông các nhóm tuổi và giải quần vợt tỉnh Bắc Cạn sẽ được tổ chức vào tháng 11. Địa điểm thi đấu tất cả các giải đấu trên tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn. Nội dung thi đấu và thời gian chi tiết tổ chức giải sẽ được quy định cụ thể khi có thông báo tiếp tục tổ chức giải. Đối với các giải thể thao đã ban hành điều lệ và đã có thông báo tạm dừng tổ chức, đối với các giải thể thao chưa ban hành điều lệ sẽ căn cứ theo điều lệ thi đấu của từng giải thể thao được ban hành. Thưa quý vị khán giả, được thành lập từ năm 2014 đến nay đã được 6 năm, câu lạc bộ cầu lông thị trấn Bằng Lũng ngày càng thu hút đông đảo hội viên tham gia rèn luyện thể thao, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện bộ môn cầu lông cũng như nâng cao thành tích thi đấu của huyện Chợ Đồn tại các giải cầu lông cấp tỉnh. Ghi nhận của phóng viên qua phóng sự sau. Đã thành thói quen, cứ hết giờ làm buổi chiều hàng ngày, các thành viên của câu lạc bộ cầu lông thị trấn Bằng Lũng lại tập hợp nhau lại tại các sân chơi cầu lông ở các cơ quan đơn vị để tập luyện giao lưu. Từ những ngày đầu thành lập mới chỉ có 21 thành viên tham gia, đến nay câu lạc bộ đã có hơn 60 thành viên tham gia tập luyện. Câu lạc bộ cũng thường xuyên tạo điều kiện để các thành viên tham gia thi đấu tại các giải đấu nhằm trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng, qua đó phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên năng khiếu có sự chuẩn bị, tập luyện thường xuyên để tham gia thi đấu ở các giải của huyện và của tỉnh. Trong những năm gần đây, thì tinh thần các cầu thủ hoạt động rất là tích cực và có một số cầu thủ đã từng tham gia đi dạy các lớp cầu lông tại thị trấn. Và cái lực lượng trẻ tham gia cũng rất là đông và có đủ các lứa tuổi, ví dụ từ trên 60 rồi thì từ mười mấy trở lên đến trên 60 đều có những cái cầu thủ hoạt động rất là tốt. Những năm qua, với những hoạt động của mình, câu lạc bộ cầu lông thị trấn Bằng Lũng đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn ngày càng phát triển. Đặc biệt là góp phần nâng cao thành tích thi đấu cho đoàn thể thao của Chợ Đồn khi tham gia các giải cầu lông do tỉnh Bắc Cạn tổ chức. Câu lạc bộ đã góp phần đem về hàng chục giải nhất, nhì, ba, các giải nhất, nhì đồng đội tại giải vô địch cầu lông các câu lạc bộ mở rộng tỉnh Bắc Cạn qua các năm. Qua các giải đấu, nhiều vận động viên đã thể hiện được tài năng của mình, mang vinh quang về cho câu lạc bộ nói riêng và huyện Chợ Đồn nói chung, như Vũ Đình Huân, Hoàng Thị Thắm, Trần Dũng Cảm, Hoàng Đức Trung, Trần Văn Mốt, Hoàng Văn Thuần, Ma Doãn Giang. Để khuyến khích tinh thần tập luyện của các thành viên,
câu lạc bộ cầu lông thị trấn Bằng Lũng còn thường xuyên tổ chức thi đấu cầu lông giữa các câu lạc bộ với các nhóm vận động viên của các cụm xã trên địa bàn huyện vào những dịp lễ Tết, thường xuyên thăm hỏi ốm đau các thành viên trong câu lạc bộ, tạo không khí đoàn kết. Câu lạc bộ cũng định hướng trong cái thời gian tiếp theo, nếu được thì tiếp tục vận động cho các cầu thủ tiếp tục tham gia với cái tinh thần là tự giác và có thể tự nguyện đóng góp cái kinh phí của mình. Và bằng cái nguồn xã hội hóa, nếu được sau này chúng tôi sẽ vận động vào các tổ chức hoặc là các hoạt động mang tính xã hội hóa để có một cái sân nó giải thảm, để các cầu thủ có cái sân thi đấu nó sẽ hoàn chỉnh hơn. Câu lạc bộ cầu lông thị trấn Bằng Lũng hoàn toàn hoạt động với kinh phí xã hội hóa và là nơi thỏa mãn niềm yêu thích tập luyện môn cầu lông của các thành viên. Những thành tích mà câu lạc bộ đã đạt được những năm qua là động lực để câu lạc bộ hoạt động ngày càng quy củ và gặt hái nhiều thành tích đóng góp cho phong trào thể dục thể thao của thị trấn Bằng Lũng nói riêng và huyện Chợ Đồn nói chung. Thưa quý vị, nghệ nhân Bế Đình Giai ở Bản Nhi, xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn, từ nhỏ đã đam mê nghệ thuật hát then đàn tính, theo làn điệu truyền thống của dân tộc Tày. Không chỉ có nhiều năm thực hành di sản hát then đàn tính, ông còn là người nắm giữ pho tri thức khá đồ sộ về chữ nôm của người Tày và nghệ thuật trình diễn dân gian các nghi lễ then cổ của người Tày. Ông cũng là người nằm trong danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn lần thứ 3. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về nghệ nhân này. Hết rồi, bây giờ chị kia hết rồi. Sinh năm 1976, thực hành hát then đàn tính từ năm 17 tuổi. Đến nay, nghệ nhân Bế Đình Giai đã có gần 30 năm thực hành hát then đàn tính, các làn điệu then cổ của cha ông để lại. Sinh ra trong gia đình có truyền thống thực hành nghi lễ then cổ. Từ khi còn nhỏ, nghệ nhân Bế Đình Giai đã được ông nội truyền dạy những bài hát then cổ được ghi chép từ những năm 1913-1914 với các bài then Xôi Hương Lập Tường, Kỳ Yên Báo Phúc, Cổng Sử, Bách Va, Bách Điểu, Giải Hạn, Cấp Sắc, Mừng Thọ. Đến năm 1993, khi mới 17 tuổi, nghệ nhân Bế Đình Giai đã thành thạo nghệ thuật trình diễn then cổ qua các nghi lễ then của dân tộc Tày. Cùng với niềm đam mê, hiểu biết về thực hành then đã được truyền dạy, từ đó đến nay, nghệ nhân Bế Đình Giai đã tham gia thực hành nghi lễ then, phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh và tinh thần cho bà con nhân dân. Trách nhiệm lưu giữ để là phục vụ cho dòng họ và anh em họ Mạc, cộng đồng dân cư. Đấy. Là làm thầy then thì là chủ yếu là đi cầu mùa, cầu màng, cầu cho là giải hạn cái lễ đầu năm cho bà con thôi, cầu phúc, cầu tài. Và là trách nhiệm là phải là con người là làm bằng thật, đấy, vậy là không được làm sai trái. Không chỉ tham gia thực hành hát then cổ, nghệ nhân Bế Đình Giai còn là người nắm giữ pho tư liệu chữ nôm Tày đồ sộ với 30 cuốn sách ghi chép then cổ, các nghi lễ của dân tộc Tày. Anh còn tham gia truyền dạy nghi lễ then cổ cho 5 học trò và biên dịch ra tiếng quốc ngữ được hơn 20 bài then như Kỳ Yên Báo Phúc, Hai Bươn, Vào Nhà Mới, Lễ Mừng Thọ, Giải Hạn, Cầu Mùa, Cầu Lộc, Cầu Tài, Cầu Bình An, với mục đích để các học trò trẻ tuổi chưa biết chữ nôm Tày có thể tiếp cận được với các nghi thức then cổ được tốt hơn. Trong 20 năm nắm giữ và thực hành then cổ, nghệ nhân Bế Đình Giai đã tham gia hơn 300 cuộc hát then nghi lễ trong các dịp đầu xuân lễ Tết. Anh cũng tham gia trình diễn hát then cổ và đạt giải nhất nhì tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Bắc Cạn, Hội diễn nghệ thuật quần chúng cấp huyện và cấp tỉnh. Trong cái đợt xét nghệ nhân ưu tú này cũng muốn là để xem là xét được thì vẫn tiếp tục vẫn cứ phát huy thế. Trong việc truyền dạy là phải thực hiện là ai có nhu cầu là vẫn dạy cho, mà là dạy cho được bằng làm được thầy. Trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn có rất nhiều nghệ nhân hát then đàn tính, nhưng phần lớn là những nghệ nhân trình diễn then đặt lời mới. Nghệ nhân Bế Đình Giai, mặc dù tuổi chưa cao, nhưng đã có bề dày kinh nghiệm thực hành nghi lễ then cổ và pho tri thức đồ sộ về then cổ bằng chữ nôm Tày. Đó là một di sản rất đáng quý. Hy vọng đóng góp trong bảo tồn chữ nôm Tày và gìn giữ thực hành then cổ của nghệ nhân Bế Đình Giai sẽ sớm được ngành văn hóa ghi nhận và tôn vinh. Và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin văn nghệ thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.